xúc của em hiện tại đang rất là vui, tại vì em đã nhận được một cái phần thưởng quý lao mà của mẹ đã dành cho cống hiến cho đời. Cảm ơn mẹ, rất là cảm ơn mẹ rất nhiều, đã là một niềm tự hào của chúng con. Chúng con sẽ tự hào về mẹ và suốt đời sẽ ghi mẹ trong tim. Trang ok lắm. Ok là sao? Thì Trang good, dễ thương, ngoan, chịu học hỏi. Rồi đẹp trai thì sao? Anh đẹp trai, đẹp trai. Chúng con vẫn mong mẹ sẽ mỉm
cười là vui vẻ cho em xin bạn. Để cho dịp quẩy cuối năm này cho nên là mong rằng mọi người ngày hôm đó sẽ buông xỏ hết. Nhớ uống nước tăng lực vào nha. Nói chung là đây là một cái giải thưởng và là một cái thành quả chung của cả một ekip, nên là tụi anh cảm thấy đây là một cái nguồn năng lượng rất là to lớn để cho tất cả mọi người cũng như là anh chị em diễn viên trong ekip coi như nó là một cái nguồn động lực để mình tiếp tục làm những cái sản phẩm khác tốt hơn. Đặc biệt đối với anh thì anh cảm thấy đây là một lần rất là vinh dự khi mà anh được tham gia một cái giải lớn như vậy, để anh lên nhận một cái giải của phim như vậy. Anh hy vọng là trong những thời gian tới bản thân anh hay Trang cũng sẽ có những cái sản phẩm để mình có những cái giải cá nhân tốt hơn. Trang ok lắm. Ok là sao? Thì Trang good. Dễ thương, ngoan, chịu học hỏi. Rồi. Đẹp trai thì sao? Anh đẹp trai, anh đẹp trai. Thôi. Anh luôn rất là đẹp trai, làm việc tập trung. Nói chung là cũng ngoan lắm ạ.